nó chỉ thủ nhiêu mười mấy người bạn thứ hai tháng. Cái này là cái cần nè, tóc già cho nó đẹp, không rụng ba rụng tóc và sợ với hói đầu sợ. Mẹ cũng vậy, thì cho mẹ uống luôn, hai người uống chứ đâu phải mình ba uống đâu. Đúng rồi mẹ. Còn cái này là gì, mắt cho nó tốt, mờ quá nhỏ mắt đâu phải là nhỏ, mình trị trong cái gốc. Mẹ uống luôn, ba với mẹ uống, đâu phải ba uống luôn mình. Cái này là ba phải đưa cho tập tay cho mẹ không? Rồi cái này là uống nhắc nhở, uống thì còn giận nữa. Đây đó thì con thấy đó, không có yêu nhưng mà lo được chưa, quá quá yêu, yêu còn heo làm heo làm sách nữa, chỉ lo yêu cây. Chọn yêu uống luôn. Mới ngạc nhiên, ngạc nhiên. Thuốc mắt ngạc nhiên, thuốc da, cái này con mua ba hết này rồi. Bữa đó ba cho một sơn một chai rồi. Chai gì đẹp 15 đồng á? Tại vì lúc ba mua cho cậu sơn đó, một chai 15 đồng. Mua một tặng một. Con hiểu thì coi như một chai có 7 đồng rồi đi. Mà giờ mình cho cậu cái gì thôi, mình cho một cái thuốc mắt cho cái thuốc này. Phải cho cậu có những cái 2 triệu bảy. Đúng rồi, mua đúng rồi, 4 triệu. Nhưng mà từ ngày ba uống bây giờ đó, mắt ba hình không bị đỏ. Đó quá trời. Mẹ lúc không uống, uống có 2 tuần không